Chào cả nhà. Hôm nay mình đi mót cà chua cuối mùa thôi cả nhà ơi. Coi nè, hôm nay cà chua nè. Nó lạnh á, nó mưa, nó lạnh xong cái giờ nó héo hon gầy mòn rồi. Giờ đi mót cà chua cuối mùa thôi cả nhà ơi. Nè. Còn được mấy trái thôi, mình mót thôi ha, mình mót hết đưa vô nhà cho rồi. Ui, trời lạnh rồi. Cà chua hái cà chua cả nhà ơi. Cái cây này còn nhiều trái nè, mình hái vô hết thôi cho lạnh rồi. Để trong nhà cho nó chín dần dần để mình ui ui rớt rồi. Mình rớt cho mình để ngoài nó lại đông đá nữa thì uổng lắm. Thu hết vào nhà thôi. Đây nè, còn nhiều trái hùm hùm mình hái vào luôn đi. Chứ mà để nữa là rồi xong luôn, mùa đông gần tới rồi. Bên mình lạnh sớm lắm, nhất là ở trên núi mình á, nó lạnh sớm hơn so với ở dưới thành phố, nên là lo thu hoạch thôi thôi. Này là hôm nay là đi mót cà chua. Không biết được ít bữa nữa có còn trái nào nữa không, nếu mà còn trái nào nữa thì quay tiếp cho cả nhà xem, mà không còn nữa thì thôi. Dần tới mùa đông rồi không trồng được gì hết, uổng quá hả. Nếu mà cải kheo nhà mình hôm đợt mình cũng muốn trồng cải kheo lắm mà bị mấy con sóc nó vô nó ăn hết, là tiếc quá tiếc luôn á. Mình rất là nhiều hạt giống cải kheo ở trong mà không dám trồng, chắc là mình trồng vô là nhà kiến thử xem sao ha. Phải được mớ luôn rồi nè hả, thả luôn vài tiếp bên đây nè. Bỏ cái máy quay đi, tha hồ ta hồ quay luôn. Hôm nay mình có cái chân chống của máy quay rồi. Đó, mình có cả cái dây loa nữa, không biết mọi người có nghe rõ không. Ai cũng than là mình nói nhỏ quá, trong xã tuyển ngay cho mình một cái mic gắn vô cái điện thoại tha hồ nói. Hái đã luôn cả nhà ơi. Trái nào trái nấy mộng mơ luôn rồi. Xem đây mình thấy một trái. Hái trái luôn. Hái luôn. Đây này có trái nữa. Chắc là hái được một lượt nữa mà. Đã không cả nhà. Hái trái nữa nè. Cà chua này làm sốt ngon lắm nè, cái tên gọi là rốt mà. Trái hồng hồng này hái vô luôn đi, từ từ ở trong nhà nó cũng chín mà. Có cái trái cà chua này nó mọng luôn nè. Mọng luôn, đỏ quét luôn. Ở trong đây có một trái nữa nè. Trên đây có trái nữa. Đó. Đây. Tha hồ luôn. Nghe một đống luôn rồi đấy nè. Hai cái trái này luôn đi ha. Hai cái lá nó hết rụng hết trơn luôn rồi cả nhà ơi. Hôm đợt nó xanh mơn mởn đẹp quá ha. Bây giờ hả nó ý có trái đây nữa nè. Cây này muốn hết luôn rồi. Có trái bên đây nữa nè. Đó. Wow, nhiều quá. Hái mót mà cũng được nhiều quá ha. Cả đống luôn đây rồi. Trái nữa nè. Đó. Ui, cây này nhiều trái nữa nè.
thêm quả nữa. Hai cái trái này hườm hườm chắc vài bữa được một lần quay phim nữa quá là hết mùa luôn rồi. Bữa giờ không biết bao nhiêu hai cái hái cà chua luôn rồi cả nhà. Mình không biết bao nhiêu video mình hái cà chua nữa, nhiều lắm luôn rồi ha. Mà hái là thích à, được hái là thích à. Đây được hai trái nữa nè. Ý da, được cả ba rổ luôn rồi nè. Đây nữa nè. Đó nè, hai trái đây nữa nè. Cái này nữa, trái hôm hôm nè, hái luôn đi ha, nó lạnh ngắt luôn, đụng vô trái cà chua. Ui cái trái này nó bự ghê không cả nhà. Trái đây nè. Ui cũng được cả rổ chứ bộ nè, món cà chua mà cũng được nhiều quá chứ. Chắc là được một lần hái cà chua nữa ha. Bên đây có hai trái nữa nè. Chừng 3-4 ngày là nó chín nhanh thiệt. Cái mình tha hồ làm sốt cà chua để dành cho mùa đông, mình không thì mang đi cho mỗi người một ít, cho mình cũng đâu ăn hết đâu. Đó, ui, vẫn còn cái cây này còn nhiều trái dữ ta. Mình tưởng hơi gần hết rồi. Còn nữa nữa. Ui, cái trái này nhìn mắc cười quá. Ê. Ui, cái trái này nhìn giống cái bông hoa đẹp quá. Giống như một cái cánh hoa vậy á, đẹp quá ha. Đẹp không cả nhà? Y như một cái cánh hoa cái này thêm 4 4 5 4 cánh giống vậy nữa là thành một cái bông hoa đẹp luôn ha. Thêm trái đây này. Ôi cái bếp cây này còn rất là nhiều trái luôn nè. Hôm nay được nhiêu đây? Chắc cũng còn được thêm một ít nữa. Hôm nay được có nhiêu đây thôi. Bên kia còn chắc thu hoạch thêm được một lượt nữa quá à. Héo hon gầy mòn rồi. Đi qua vườn bên kia cho cả nhà xem nha. Bên đây thu hoạch một ít celery nữa ha cả nhà ha. Cái cây cần tây nữa. Đó. Cây cải Mỹ. Chưa lại một chòm ăn cũng không hết luôn. Đó. Này lát nữa vô nấu nồi súp đậu dòng xả ăn mới được. Đó. Cái cây này á nó thích ẩm ướt á. Cho nên trời bắt đầu lạnh 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 mưa mưa á. Nó thích lắm luôn á. Cái cọng bự không cả nhà. Nhưng mà cái cọng này thì mình ăn cái cọng này thôi hả. Đó. Ăn sang không cả nhà. Lấy cái cọng về ăn thôi. Cái cọng này non nè, cắt dài hơn chút. Đó. Thì bên đây họ họ ăn cái cọng này làm súp nè, có lúc họ ăn sống luôn. Nhiều liền là nhiều ha, mình cứ cắt trong vòng ở dưới vậy đó, xong rồi cái mình cái mùi thơm mình vô để dành trong tủ lạnh á, rồi ở ngoài thì nó lại ra nữa. Mình cắt vậy và lát là mình mang lên cho chị bạn của mình ở trên farm á một ít, chứ mình ăn cũng không có hết. Đó. Cắt cái cọng ở dưới đi thôi, nhiều quá ăn không hết uổng.
Chị bạn của mình chỉ thích ăn cái cọng này á, chị làm súp làm đồ nè cho chồng xã chị, mà nhà chị không có trồng cái cây này nên mỗi lần mình thu hoạch mình mang lên cho chị, mình cứ cắt ở dưới vậy đó cái nó ra lại. Cái cây này mình ăn quanh năm luôn ha, không biết mùa đông có sống không. Bữa giờ mình trồng từ hè tới giờ mình ăn không biết bao nhiêu lần rồi, mình cứ cắt vòng vòng vậy đó rồi lấy cái cọng thôi à, vòng vòng với cây rồi cái chừa cái ở giữa lại, cây nó ra được cái cành mới cho mình nữa. Mà nó thích nước lắm cả nhà, trồng chỗ nào ấm ẩm nước nước là nó thích, chứ không thích khô đâu, khô là nó dạn ngắt luôn á. Mình quay sát sát gần cho cả nhà xem, quay đó, mình cắt dưới cái gốc như vậy đó đó. Nhà thấy rõ không? Mình cắt dưới cái gốc như vậy đó. Ở chợ thì mình thấy họ nhổ nguyên một cái bó, họ họ bán luôn, nhưng mà ở nhà mình trồng thì mình cứ cắt như vậy đó, nó ăn hoài ăn mãi luôn á, ăn đâu có hết, nó cứ ra là mình cắt, nó ra là mình cắt, bữa giờ không biết bao nhiêu lần rồi. Nãy giờ được nhiêu đây nè cả nhà, à, cắt nhiêu đây đó. Cắt hết cái chỗ này đi để cho nó ra cái cành mới nữa. Rồi cái lá mình để mình dùng compost. Đó. Cái cành bên đây bự, cái cây này bự quá ha cả nhà. Đó. Tôi cắt ở dưới gốc như vậy là nó có ra như thạch sành luôn. Rau, mấy cái rau mình ăn mình hay 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 cắt kiểu như vậy đó, cái mình ăn được hoài luôn, mình không có cần gieo lần nữa. Xà lách đồ cũng vậy đó, mình cứ cắt vòng vòng ở dưới mình ăn rồi mình chừa cái đọt lại giống vậy đó, mà nó ra ăn hoài luôn. Mà mình chưa có gieo xà lách lại cả nhà ơi, nó hôm đợt nắng xà lách nó không thích nắng lắm, nó nắng một cái là nó lên 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 cái bông liền à. Cắt gieo nè, đi gieo xà lách, đi gieo xà lách rồi nó lên mai mốt lên đã luôn. Cái nó ở trong cái này nó nhìn nó non mơn mởn luôn ha cả nhà, đó, nó non quá ha, cái lá này thì mình để mình làm compost, làm phân bón cho cây lại, nó ăn bao nhiêu chất dinh dưỡng rồi mình bỏ lại compost thì nó cũng trả lại cho đất mình giàu dinh dưỡng mới. Mình thấy người Mỹ họ họ cắt khúc 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 giống vậy ha, xong rồi họ chấm với cả cái nước nước sốt gì mà nó hơi màu hơi trắng trắng, mình không biết nước sốt gì nữa, còn mình thì mình chưa có chấm cái đó bao giờ, hay bữa nào vô chấm thử ha, mà không biết cái nước sốt đó gọi nước sốt gì nữa. Còn mình thì mình hay nấu súp cho ông xã mình thôi, cho mình cũng chưa ăn đó, mình thấy mình đợi ông xã mình ăn mà mình chưa có ăn. Nhà mình ăn sang ăn cái gốc ở dưới không. Tại nhiều quá nên mới ăn sang vậy. Chứ nếu mà người ta không có, người ta ăn luôn cả cái phần trên đây. Nhà mình nhiều quá à, ăn không hết. Ở đây còn cây nào không? Đây còn miếng đó nữa. Nó bắt đầu nó già đi á, mình cắt đi để cho nó ra cái cành mới. Đó, trời lạnh lạnh này nè, nó thích lắm nè. Nó không có thích nắng đâu.
Vậy mà mình cũng trồng được mùa nắng cũng hay chứ, không thôi ông xã mình nói tưởng nó không sống chứ, mùa nắng mà người ta nó không thích đó. Rồi qua nó chỉa ra được nhiều cạnh ở dưới đây nữa chứ. Xong tỉa tót lại những cái cây của mình nè, nay nó bắt đầu tiếp tục ra những cái mầm măng non khác. Hôm nay nhà mình thu hoạch được nhiêu đây nè. Mình chào các bạn nha. Hẹn các bạn các video sau nha. Bye bye.